bô lông sửa xe máy của anh em nhé, M18 FMTIVW2 F12. Con này là chuyên sửa xe máy, lực mở 813 N, lực siết 613 N, có 3 cấp chỉnh lực và có auto stop để cho anh em bắn tránh tình trạng là gãy ốc. Đầu kẹp là 1/2, 3 đèn led phía trước. Đầu bô lông 1/2. Đầu này thì sử dụng đầu phe. Mua thân máy đang được hỗ trợ giá pin giảm giá lên đến 50%, 70% gì á. Anh em quan tâm thì có thể tham khảo nhé. Mã để anh em tham khảo này. M18 FM TIVW 2 F12. Anh em nào quan tâm đến Milwaukee có thể tham khảo nhé. Hỗ trợ anh em mua hàng giá tốt.